Thưa quý vị, hướng về cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và việc làm nhân văn là điều mà Câu lạc bộ Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam, thành phố Đà Nẵng luôn thực hiện. Để chia sẻ một phần nhỏ gánh nặng mưu sinh cho những người lao động vất vả, Câu lạc bộ đã khai trương tiệm bánh mì cảm ơn tại 117 Đỗ Quang, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bán 100 ổ mì mỗi ngày với giá 0 đồng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đều đặn mỗi ngày, tiệm mở cửa từ 6 giờ và chuẩn bị bánh mì với đầy đủ nguyên liệu, thịt chả, rau, dâm bông, pate, được các bạn tình nguyện viên tự chế biến và nướng nóng hổi, trao tặng tay các bà, các cô, các bác. Tại đây còn chuẩn bị ghế ngồi và nước uống cho những ai muốn dừng chân. Những ổ bánh mì thơm ngon, nghĩa tình hoàn toàn miễn phí. Chính nụ cười và lời cảm ơn của thực khách là món quà giá trị nhất đối với các thành viên. Hai chữ cảm ơn trong tên gọi của tiệm cũng chính là lời nói muốn gửi đến các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho dự án. Theo như tôi, người đủ vốn ý số đây là có một tấm lòng quan tâm đến những người đi bón ra số và lòng việc từ thiện. Giờ cố gắng đây, coi như sống không đi đây hết. Ở chỗ Hương Lam đây là có tặng bánh mì từ thiện. Ăn thì tới đó, họ sẽ cho. Ghi rõ là bánh mì không đồng, nhưng vì sợ nhiều cô chú ngại, tìm đặt thêm một thùng tùy tâm, người góp 1.000 đồng, người góp 2.000 đồng. Số tiền ấy được dùng để mua nguyên liệu cho ngày hôm sau. Với thông điệp, hãy nhận một ổ nếu bạn cần. Nơi đây không chỉ phục vụ riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mà bất cứ ai có nhu cầu đều có thể ghé đến, nhận lấy tấm lòng và trả lại lời cảm ơn khích lệ tinh thần các bạn tình nguyện viên. Mình nhìn thấy là buổi sáng thì bà con thường sẽ vì miếng cơm miếng áo mà hay mọi người hay bỏ ăn sáng, nên là mình muốn đem đến cái bữa ăn sáng đủ chất dinh dưỡng cho mọi người một ngày làm việc. Nói chung ai cũng có thể nhận được, mình cũng không phân biệt là người nghèo khổ hay là người có tiền, miễn là mọi người có muốn nhận thì mình sẽ cho. Với mong muốn tiệm bánh mì cảm ơn sẽ lan tỏa thông điệp yêu thương đến với tất cả mọi người trong cộng đồng, Câu lạc bộ dự định sẽ phát triển xe bánh mì không đồng ở khắp các ngóc ngách của Đà Nẵng trong thời gian tới để mọi người có được bữa sáng trước khi bắt đầu một ngày mới.